Chào mừng các bạn đến với bài học mới trên trang web olm.vn Và trong bài học lần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông Nội dung bài học cùng có hai phần Phần 1 áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông Phần số 2 chúng ta sẽ tìm hiểu về trường hợp đồng dạng đặc biệt của hai tam giác vuông Ta đi vào phần đầu tiên Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác thường vào tam giác vuông Phần A, chúng ta sẽ áp dụng trường hợp góc góc cho tam giác vuông. Hỏi chấm 1, cho tam giác ABC và tam giác DEF lần lượt vuông tại A và D. Biết rằng góc C bằng với góc F. Chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF. Ở đây chúng ta thấy ngay tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF bởi vì có góc A bằng góc D cùng bằng 90 độ và góc C bằng góc F. Như vậy, đối với tam giác vuông khi chúng ta có thêm một điều kiện đó là hai góc nhọn tương ứng bằng nhau thì ta có thể kết luận ngay được hai tam giác vuông này đồng dạng. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ đi vào định lý 1. Nếu một góc nhọn của tam giác vuông này bằng một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau. Thầy sẽ viết giả thiết và kết luận của định lý này. Cho hai tam giác vuông ABC vuông tại A và tam giác DEF vuông tại D. Nếu như góc nhọn C của tam giác ABC bằng với góc nhọn F của tam giác DEF thì chúng ta có thể kết luận ngay tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng định lý này vào trong một số bài tập cụ thể. Ta đến với bài tập hỏi chấm 2. Hai tam giác IMN và tam giác IPQ ở hình vẽ có đồng dạng hay không? IMN và ipq trước hết chúng ta thấy rằng đây là hai tam giác vuông tam giác imn và ipq lần lượt vuông tại m và p mà hai tam giác này lại có chung một góc Y là chung một góc nhọn như vậy chúng ta có thể kết luận được ngay tam giác imn đồng dạng với tam giác ipq theo định lý xác đến hỏi chấm số 3 cho tam giác nhọn ABC có đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Tam giác ABC nhọn có hai đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Chứng minh rằng HA nhân HD bằng HB nhân HE. Để chứng minh HA nhân HD bằng HB nhân HE, chúng ta cần phải sử dụng tính chất tỉ lệ thức để ta đưa về hai tỷ số giữa hai cạnh bằng nhau. Cụ thể hơn áp dụng tính chất tỉ lệ thức ta được. HA trên HB sẽ bằng HE trên HD. Và đến đây để chứng minh hai tỉ số này bằng nhau, chúng ta sẽ cần chọn ra hai tam giác đồng dạng. Tam giác đầu tiên sẽ chứa hai cạnh HA và HE. HA và HE, thầy sẽ chọn tam giác HEA. Và tam giác thứ hai sẽ là tam giác HBD. Như vậy, chúng ta cần chứng minh tam giác HEA đồng dạng với tam giác HDB. Xét hai tam giác HEA và HDB Ta thấy hai tam giác này lần lượt vuông tại E và D. Tiếp theo ta lại thấy EHA bằng với DHB do hai góc đối đỉnh. Khi hai tam giác vuông mà có một cặp góc nhọn bằng nhau thì ta có thể kết luận ngay hai tam giác vuông này đồng dạng. Ta suy ra tam giác HEA đồng dạng với tam giác HDB theo định lý. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra cặp tỉ số mà ta cần phải chứng minh. Đó là HE trên HD bằng HA trên HB cặp cạnh tương ứng. Và áp dụng tính chất tỷ lệ thức, ta suy ra HA nhân HD bằng HB nhân HE. Đây cũng chính là điều phải chứng minh. Như vậy là chúng ta đã xong phần hỏi chấm số 3. Và đây cũng là phần bài tập cuối cùng về áp dụng trường hợp góc góc vào trong tam giác vuông. Chúng ta đến với phần B. Áp dụng trường hợp cạnh góc cạnh cho tam giác vuông. Hỏi chấm 4. Cho tam giác ABC và tam giác DEF lần lượt vuông tại A và D Biết rằng AB trên DE bằng AC trên DF chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF. Chúng ta thấy ngay tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo trường hợp cạnh góc cạnh bởi vì thứ nhất là chúng ta có góc A và góc D bằng 90 độ. Và thứ hai là chúng ta có cặp cạnh tạo nên góc A là AB và AC tỷ lệ với DE và DF Như vậy với hai tam giác vuông nếu như chúng ta có hai cặp cạnh góc vuông tương ứng tỷ lệ thì ta có thể kết luận được ngay hai tam giác vuông này đồng dạng. Ta đi vào nội dung định lý thứ hai. Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỷ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng. Chúng ta đến với giả thiết và kết luận của định lý này. Cho hai tam giác ABC và tam giác DEF lần lượt vuông tại A và D nếu như ta có AB trên DE bằng AC trên DF thì ta kết luận được ngay tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF. Nhớ rằng hai cặp cạnh chúng ta đang xét là hai cạnh góc vuông ở mỗi tam giác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số bài tập áp dụng định lý số 2. Hỏi chấm 5. Cặp tam giác vuông nào dưới đây đồng dạng với nhau? Thầy có 3 cặp tam giác vuông A, B và C xét cặp tam giác vuông đầu tiên chúng ta thấy hai tam giác vuông này không đồng dạng bởi vì cặp tỉ số của hai cạnh góc vuông tương ứng khác nhau cụ thể ta thấy một phần hai sẽ khác với một phần tư sang cặp tam giác số 2 ở câu b thoạt nhìn thì chúng ta có thể thấy một phần hai bằng hai phần tư tuy nhiên cạnh bằng hai ở đây lại là cạnh huyền chứ không phải là cạnh góc vuông do đó hai tam giác vuông này không đồng dạng vì hai tam giác trên có hai cạnh góc vuông không tương ứng tỷ lệ, các em có thể sử dụng định lý Pythagore để tính cụ thể cạnh góc vuông này. Sau đó kiểm tra tỉ số giữa hai cạnh góc vuông tương ứng. Chắc chắn sẽ khác nhau thôi bởi vì ở đây bằng 2 rồi. Nên ta kết luận được ngay hai tam giác ở câu B không đồng dạng. Như vậy qua câu này chúng ta cần phải lưu ý đó là ta cần phải xét đúng hai cạnh tương ứng. Cụ thể ở đây là hai cạnh góc vuông. sang đến cặp tam giác vuông cuối cùng ở câu C. Xét tỉ số hai cạnh góc vuông tương ứng hai tam giác. Cặp tỉ số nhỏ hơn sẽ là 1 chia 1,5 và cặp cạnh lớn hơn sẽ là 3 trên 4,5. Và tính toán như bình thường, chúng ta thấy hai cặp tỉ số này bằng nhau, bằng 2 phần 3. Do đó ta kết luận được ngay, hai tam giác vuông ở phần C đồng dạng. Như vậy là chúng ta đã xong bài tập số 5 sang đến bài tập số 6. Cho hình vẽ. Chứng minh rằng câu A tam giác HMN đồng dạng với tam giác HPM. Câu B tam giác HMN đồng dạng với tam giác APN. Chúng ta sẽ đến với câu A trước. Ta thấy tam giác HMN và tam giác HPM đều là tam giác vuông. Và cụ thể hơn ở tam giác HMN, chúng ta đã được biết hai số đo HN và HM là số đo của hai cạnh góc vuông. Như vậy trước hết là chúng ta cần phải xác định hai cạnh góc vuông của tam giác HMP có số đo bằng bao nhiêu? Cạnh HM có số đo bằng 8, còn cạnh HP sẽ bằng HN cộng NP có số đo bằng 16. Đến đây ta sẽ xét hai tam giác, tam giác HMN và tam giác HMP đều vuông tại H. Ta sẽ xét tỉ số giữa hai cạnh góc vuông của hai tam giác này. Tam giác vuông HMN có hai cạnh là HN và HM. HN là cạnh nhỏ hơn, HM là cạnh lớn hơn. Tam giác vuông HPM có hai cạnh góc vuông là HM và HP. HM là cạnh nhỏ hơn. Còn HP là cạnh lớn hơn. Và đến đây chúng ta sẽ thay số để kiểm tra hai tỉ số này. HN bằng 4. MH bằng 8. HM bằng 8 còn HP bằng 16 và sau khi tính toán chúng ta thấy hai tỷ số này đều bằng 1/2. Do đó chúng ta thấy ngay hai tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tương tỷ lệ. Và như vậy, tam giác HMN đồng dạng với tam giác HPM theo định lý. Sang đến câu B, ta cần phải chứng minh tam giác HMN đồng dạng với tam giác APN Ta không thể chứng minh trực tiếp hai tam giác này đồng dạng được. Bởi vì ta không thấy có hai góc nào bằng nhau và hơn nữa ở tam giác APN ta cũng không hề biết số đo của hai cạnh góc vuông AN và AP. Do đó chúng ta sẽ chứng minh theo tính chất bắc cầu, cụ thể hơn ta có tam giác HMN đồng dạng với tam giác HPM. Như vậy là ta chỉ cần chứng minh tam giác APN đồng dạng với tam giác HPM là ta có thể suy ra ngay HMN đồng dạng với APN cụ thể hơn ta sẽ xét tam giác hmp và tam giác apn lần lượt vuông tại h và a chúng ta thấy ngay hai tam giác này có góc chung là góc p và với hai tam giác vuông có chung một góc nhọn thì ta có thể kết luận tam giác hpm đồng dạng với tam giác apn theo định lý và kết hợp với câu a là tam giác hmn đồng dạng với tam giác hpm Ta đã chứng minh. Thì ta suy ra ngay tam giác HMN đồng dạng với tam giác APN. Theo tính chất bắc cầu của tam giác đồng dạng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc chứng minh câu B. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một bài tập ứng dụng thực tế. Vào một thời điểm trong ngày, bóng của An trên mặt đất là BC bằng 1m. Còn bóng cây là B'C' bằng 3,8m. Biết rằng an cao 1,6m, hỏi cây cao bao nhiêu mét? Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ đến với một số nhận xét như sau. Trước hết là cạnh biểu diễn chiều cao của an và chiều cao của cây đều sẽ vuông góc với mặt đất. Hay ta có AB vuông góc với BC và A'B' vuông góc với B'C'. Ngoài ra thì tia sáng từ mặt trời sẽ song song với nhau. Do đó chúng ta sẽ có hai góc ACB sẽ bằng với A phẩy C phẩy B phẩy. Như vậy để tính được chiều cao của cây hay tính độ dài của cạnh A phẩy B phẩy, chúng ta sẽ cần phải chứng minh hai tam giác này đồng dạng. Sau đó suy ra các cặp cạnh tương tỷ lệ để tính độ dài cạnh A phẩy B phẩy. Xét tam giác ABC và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy lần lượt vuông tại B và B phẩy. Có góc C bằng với góc C phẩy. Từ đây ta suy ra ngay tam giác ABC đồng dạng với tam giác A'B'C'. Và suy ra được AB trên A'B' bằng BC trên B'C'. Hai cạnh tương tỷ lệ. Thay số ta được cạnh AB sẽ bằng 1,6. Cạnh BC sẽ bằng 1. B'C' bằng 3,8. Đến đây áp dụng tính chất tỷ lệ thức ta tính được A'B' sẽ bằng 6,08m. Và như vậy, chiều cao của cây sẽ là 6,08 m. Và đây cũng là ví dụ cuối cùng thầy mang đến cho các em ở trong phần này.